Tiểu sử ca sĩ Trọng Tấn, cuộc đời và sự nghiệp ca sĩ Trọng Tấn. Tên thật Vũ Trọng Tấn, sinh ngày 19 tháng 1 năm 1976 tại Thanh Hóa. Trọng Tấn là một ca sĩ có sở trường là các nhạc phẩm truyền thống và cách mạng, có giọng hát tenor, nam cao. Trọng Tấn tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, trở nên nổi tiếng khi đoạt giải nhất giọng hát hay Hà Nội năm 1997 và giải nhất Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999. Anh bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật từ khi còn là học trò trường Đào Duy Từ, Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Trọng Tấn dự định thi vào 3 trường Đại học Kiến trúc, Đại học Tài chính và Nhạc viện Hà Nội. Nhưng sau đó anh quyết định thi vào một trường duy nhất, Nhạc viện Hà Nội và trở thành sinh viên của trường. Lần đầu tiên từ Thanh Hóa ra Hà Nội là để nộp đơn thi vào Nhạc viện. Dù học khối A và chưa có kiến thức gì về nhạc lý, vào ký túc xá gặp bạn, Trọng Tấn được giới thiệu gặp cô giáo Minh Huệ, khi đó là giảng viên của trường. Nhưng vì xin học muộn quá, chỉ còn 12 ngày nữa là thi nên cô không nhận. Tình cờ nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu nghe được đoạn Trọng Tấn đàn và hát trong phòng trọ của bạn. Ông đã nhận luyện thi cho anh. Trọng Tấn là một trong 3 người thi đỗ khóa ấy. Sau khi tốt nghiệp học viện, Trọng Tấn làm giảng viên tại khoa thanh nhạc của trường và tiếp tục theo nghiệp ca sĩ. Tháng 9 năm 2013, anh quyết định nghỉ dạy để chuyên tâm vào công việc ca hát. Trọng Tấn thường chọn những ca khúc cách mạng của những nhạc sĩ như Huy Du, Hoàng Việt, Thái Cơ, Phan Huỳnh Điểu, v.v. để hát. Không những thế, những bản tình ca lãng mạn về tình yêu mà một số nhạc sĩ đã rút ruột nhà tơ cho đời cũng được anh lặng lẽ đón nhận và truyền tải nó một cách cảm động đến với công chúng yêu nhạc. Trọng Tấn đã phát hành một số album như Một Chặng Đường, Dặng Châm Bầu và album mới nhất là Tình Yêu Trên Sông Quan Họ năm 2008. Trọng Tấn và Anh Thơ yêu nhau. Là hai ngôi sao lớn của dòng nhạc cách mạng trữ tình, cả hai đã gắn bó với nhau một thời gian dài trong nghệ thuật và luôn có được sự ăn ý, thấu hiểu nhau trong âm nhạc. Chính bởi vậy, mỗi khi hai người kết hợp trên sân khấu đều có sự đón nhận rất lớn của khán giả. Anh Thơ còn chia sẻ rằng chính khán giả cũng là cây cầu kết nối hai giọng ca lại với nhau. Anh Thơ và Trọng Tấn đều cùng quê, mảnh đất xứ Thanh. Năm 1999, cả hai lại có duyên thi Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc giải Sao Mai. Lúc đó Trọng Tấn đạt giải nhất, còn Anh Thơ được giải ba. Dù thua về tay người bạn diễn, nhưng Anh Thơ vẫn ngưỡng mộ và yêu mến giọng hát đầy tình cảm của Trọng Tấn. Nữ ca sĩ chia sẻ, lúc mới đi hát, tôi còn hát nền cho Trọng Tấn. Tấn lúc đó nổi tiếng, luôn được hát sau, còn tôi thì hát trước. Sau khi đi hát cùng nhau ở vài chương trình thì được khán giả yêu mến và ghép cặp với nhau. Tôi cũng từng hát với Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng, nhưng cứ nhắc đến Anh Thơ, người ta lại nghĩ đến Trọng Tấn và ngược lại. Cái duyên ban đầu ấy đã khiến hai người đi cùng nhau một quãng thời gian dài và đến bây giờ đã trở thành một trong những cặp song ca cách mạng trữ tình nổi tiếng nhất. Làm việc với nhau đôi khi cũng không tránh khỏi những xích mích bởi Anh Thơ là người rất thẳng tính, có gì không hài lòng đều mắng Trọng Tấn. Nhưng bù lại, Tấn là người hiền lành nên cả hai vẫn nhắc nhở được nhau và cùng giữ tình đồng nghiệp. Anh Thơ còn hóm hỉnh nói rằng mọi người cứ nghĩ hát đôi với nhau thì phải yêu nhau bởi có yêu nhau mới hát được tình cảm trên sân khấu. Nhưng tính tôi rất đàn ông nên thậm chí còn nam tính hơn cả Tấn, nên cả hai coi nhau như anh em, thường bá vai bá cổ nhau. Cũng bởi vậy nên chúng tôi không có chuyện yêu đương gì cả, chỉ là những bạn bè yêu quý nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng mang chuyện này ra trêu vợ Trọng Tấn để thấy được chúng tôi trong sáng như thế nào. Vợ ca sĩ Trọng Tấn là ai? Vợ ca sĩ Trọng Tấn là Đặng Thị Thanh Hoa, sinh năm 1978. Chị là bạn học cùng trường cấp 3 với Trọng Tấn. Cả hai có một mối tình khá thơ mộng với những bức thư trong ngăn bàn. Nếu những câu chuyện tình thời cấp sách đến trường kết thúc dang dở, thì Thanh Hoa và Trọng Tấn lại có một kết thúc khá đẹp. Họ yêu nhau từ thời trung học và cùng chờ đợi nhau làm đám cưới và hạnh phúc bên nhau cho tới bây giờ. Suốt 8 năm, Trọng Tấn tu nghiệp ở trường Học viện Âm nhạc, Thanh Hoa đã kịp học 2 bằng đại học. Chị tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Công đoàn và khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ. Hiện tại, Thanh Hoa đang công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Chị từng có thời gian gác lại ước mơ làm việc ở công sở, tình nguyện ở nhà chăm sóc hai con để Trọng Tấn phấn đấu trên con đường học vấn và âm nhạc.
Nhắc tới sự hy sinh của mình, Thanh Hoa chỉ nhẹ nhàng, tôi nghĩ sự hy sinh này là cần thiết, như thế mới dung hòa được không khí vui vẻ và đầm ấm trong gia đình. Chị luôn tâm niệm, nếu như người đàn bà xây tổ ấm thành công thì theo tôi cũng là một thứ hạnh phúc trong cuộc đời. Không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng, Thanh Hoa còn thường xuyên cập nhật các xu hướng thời trang quốc tế để định hướng hình ảnh cho Trọng Tấn. Phong cách thời trang của Trọng Tấn từ đầu tóc, quần áo, giày dép đều do một tay Thanh Hoa tỉ mỉ chăm chút tạo dựng. Chị thường xuyên thắp tùng chồng tới tất cả các sự kiện, chương trình âm nhạc với tư cách một người đồng hành lặng lẽ. Trọng Tấn thừa nhận, bà xã là một người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi. Sự băn khoăn của bà xã đối với quyết định nghỉ dạy cũng khiến tôi chăn trở tới 2 năm trời. Không chỉ đảm đang, khéo léo, Thanh Hoa còn sở hữu vẻ đẹp đằm thắm, sang trọng cùng phong cách thời trang hiện đại, trang nhã. Chính vì thế Trọng Tấn vô cùng trân trọng vợ. Vợ tôi cũng là một người phụ nữ đáng cho nhiều người mơ ước. Cô ấy đẹp, có 2 bằng đại học, hơn nữa lại hết lòng vì chồng con. Một người đàn ông còn cần gì hơn nữa? Trọng Tấn phủ nhận danh xưng ông hoàng nhạc đỏ. Vài ngày gần đây, dư luận bàn tán khá nhiều về thông tin xoay quanh chia sẻ của nữ ca sĩ Anh Thơ về danh xưng ông hoàng nhạc đỏ dành cho Trọng Tấn. Trả lời về vấn đề này, nam ca sĩ khẳng định việc poster chương trình Trọng Tấn bài ca không quên có in dòng chữ đỏ ông hoàng nhạc đỏ như một số báo chí đưa là giả mạo. Anh cũng như đơn vị tổ chức đêm nhạc là Hoa Đăng Entertainment không hề cho phép và biết tới sự xuất hiện của poster này. Trước đó, tại buổi họp báo trước khi live show Trọng Tấn bài ca không quên diễn ra, phía ca sĩ Trọng Tấn và đơn vị sản xuất chương trình đã chính thức ra mắt báo giới poster hoàn toàn không có dòng chữ ông hoàng nhạc đỏ như poster giả mạo được đề cập. Về danh xưng ông hoàng nhạc đỏ, ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ, từ trước đến nay ở Việt Nam chỉ tồn tại 2 danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân được công nhận và phong tặng như một sự ghi nhận, tôn vinh những đóng góp cống hiến dành cho nghệ sĩ. Tất cả những danh xưng khác đều do truyền thông và công chúng mến mộ dành cho nghệ sĩ dựa trên sự cảm tính cá nhân. Trên tinh thần đó, Trọng Tấn không có ý kiến hay bình luận gì về danh xưng ông hoàng nhạc đỏ mà truyền thông hay công chúng dành cho mình. Ca sĩ Trọng Tấn mở nhà hàng. Tối 22 tháng 7 năm 2016, ca sĩ Trọng Tấn đã khai trương nhà hàng ẩm thực tại số 25 Đại lộ Lê Lợi, trung tâm thương mại thành phố Thanh Hóa. Nhà hàng ẩm thực có tên gọi Hoàng Dương và Phố Nướng. Quý khách đến dự sẽ được thưởng thức 100 món truyền thống của Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Nhà hàng Hoàng Dương và Phố Nướng có 39 bàn ăn dành cho 2 người trở lên và nhiều phòng VIP mang địa danh như phòng Phù Luông, Lam Kinh, Bến En. Ca sĩ Trọng Tấn cho biết là người quê hương xứ Thanh, mong muốn mang đến những giá trị văn hóa ẩm thực mọi miền đất nước và thế giới về Thanh Hóa, kinh doanh phục vụ người dân. Thực khách đến thưởng thức món ăn tại nhà hàng Hoàng Dương và Phố Nướng được phục vụ 2 món trưa và chiều tối. Thực khách còn được thưởng thức âm nhạc. Những bài hát mang đậm dòng nhạc của ca sĩ Trọng Tấn đã thể hiện thành công.